Vì vứt rác không đúng nơi quy định thể hiện ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, gây ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan đô thị và những người xung quanh. Thế nhưng không hiểu sao rất nhiều người vẫn cho mình thói quen tiện đâu vứt đấy. Đúng là như vậy ạ. Và nhắc đến chuyện vứt rác bừa bãi thì không ít người phải lắc đầu ngao ngán vì ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người vẫn còn rất thấp. Và clip sau đây sẽ là một cách thức giúp hạn chế thói quen xấu của nhiều người. Tại góc đường vắng, một người phụ nữ chạy xe máy đã nhanh chóng đến vứt bỏ túi rác ngay bên đường. Chứng kiến toàn bộ sự việc, nam thanh niên đội nón đen mặc áo tím đã yêu cầu người phụ nữ này quay lại nhặt bịch rác vừa vứt lên để vứt đúng vị trí và nói cho chị ta biết đây là nơi cấm vứt rác và có gắn camera theo dõi. Đúng là cho đi thì sẽ nhận lại. Hy vọng qua lần này người phụ nữ này sẽ từ bỏ thói quen xấu. Đây là một cách làm hay cần được nhân rộng để nạn vứt rác bừa bãi dần được loại bỏ. Tình trạng trộm chim cảnh và lồng nuôi chim đang ngày một gia tăng. Bọn đạo trích rất ngông cuồng, liều lĩnh khi bị phát hiện, chúng bất chấp tất cả để thoát thân. Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hai tên đạo trích trộm lồng chim ở Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mà camera nóng sẽ gửi đến quý vị sau đây đã gặp cái kết đắng rất đáng đời. Cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Theo đoạn clip đầu tiên ghi lại, hai tên trộm đi xe máy đến trước nhà một người dân. Như quý vị đang thấy, gia chủ đã cẩn thận khóa kín cổng. Trong sân khi này có treo một lồng chim trên cao. Cả hai tên đạo trích không thể xâm nhập vào bên trong nên đứng ngoài đường. Trong khi một tên thì ngồi trên xe cảnh giới, tên còn lại dùng một chiếc gậy dài cố gắng khiêu chiếc lồng chim nhưng bất thành. Ở đoạn clip thứ hai, không biết bằng cách nào mà tên ăn trộm đã đột nhập vào trong sân. Nhưng tưởng sẽ thực hiện thành công được phi vụ trộm chim này thì bất ngờ chú chó của gia đình này phát hiện ra người lạ xâm nhập vào nhà mình, đã lao ra sủa ván lên. Quá hoảng sợ nên tên này nhảy vội lên một cái trụ rồi leo qua hàng rào và cả hai vội vàng tẩu thoát.